Nhờ, thư xin trình bày nhạc phẩm Người hàng xóm của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Hai người sống giữa cô đơn, làm như cũng có nỗi buồn giống tôi. Gia đình có giàu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Hai người sống giữa cô đơn, làm như cũng có nỗi buồn giống tôi. Gia đình có giàu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi.